Kính thưa quý vị, trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của một nhóm học viên Pháp Luân Công tại Orange County. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một pháp môn khí công thượng thừa, tu luyện cả thân lẫn tâm với ba tiêu chuẩn chân thiện nhẫn, đó là Pháp Luân Đại Pháp hoặc là Pháp Luân Công. Phương Thanh mời quý vị vào website phaolundapha.org để có thể biết thêm nhiều hơn về pháp môn này. Và nếu quý vị còn thắc mắc gì nữa, xin gọi điện thoại cho Andy, số điện thoại 714-401-7373, 714-401-7373. Và tiếp đến, Phương Thanh mời quý vị ủng hộ cho báo Epoch Times tiếng Việt. Đây là một tờ báo rất trung thực, phục vụ độc giả với đầy đủ các đạo đức, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Quý vị có thể liên lạc với cô Thảo số điện thoại 714-450-0212, 714-450-0212 để ủng hộ tờ báo này. Phương Thanh xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Và thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin từ Breitbart News do Mỹ Linh Hughes phiên dịch. Xin mời quý vị nghe. Bản tin này với chủ đề cựu Tổng thống Donald Trump đã ngăn cản Putin như thế nào và tại sao Bush, Obama và Biden đều thất bại. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump là Tổng thống Mỹ duy nhất trong hai thập niên qua ngăn cản được Tổng thống Nga Vladimir Putin. Những người Tổng thống khác như George W. Bush, Barack Obama và bây giờ là Joe Biden đều chứng kiến Putin chiếm lãnh thổ nước ngoài bằng vũ lực trong nhiệm kỳ của họ. Lý do rất đơn giản, cựu Tổng thống Trump lịch sự nhưng cứng rắn và khó đoán, trong khi Bush, Obama và Biden đều cố gắng xoa dịu nhà lãnh đạo Nga trên lý thuyết rằng sự quyết đoán trong quá khứ của người Mỹ là vấn đề thực sự và phản ứng của Putin là điều dễ hiểu. Vào năm 2008, trong khi Bush suy yếu và không được yêu thích khi ông đang ở Bắc Kinh, Trung Cộng để xem Thế vận hội, Putin đã xâm lược Georgia. Năm 2014, sau khi Obama hứa với Putin rằng ông sẽ có sự linh hoạt hơn trong nhiệm kỳ thứ hai, Nga đã xâm lược Crimea và sau đó sáp nhập Crimea. Và bây giờ vào năm 2022, sau khi Biden cản trở việc rút quân khỏi Afghanistan và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt khỏi đường ống Nord Stream 2, Putin đã xâm lược Ukraine. Trong mọi trường hợp, Putin đều đáp trả sự yếu kém của Mỹ bằng sự hung hăng. Cựu Tổng thống Donald Trump đã bị cáo buộc sai sự thật về thông đồng với Nga và thường xuyên bị chỉ trích vì cư xử quá lịch sự với Putin ở nơi công cộng. Một cuộc họp báo ở Helsinki, Phần Lan vào năm 2018, nơi cựu Tổng thống Trump chấp nhận lời công khai của Tổng thống Putin rằng Nga đã không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, được cho là một thảm họa. Tuy nhiên, trong 4 năm cựu Tổng thống Trump tại vị, Nga đã không cố gắng mở rộng các lợi ích lãnh thổ trước đó ở Ukraine, cũng như không đe dọa nghiêm trọng đến việc xâm lược bất kỳ quốc gia nào khác trên đường biên giới dài của mình. Lý do cựu Tổng thống Trump cứng rắn với Nga hơn bất kỳ người tiền nhiệm hoặc người kế nhiệm của ông. Cựu Tổng thống Trump đã cho tấn công Syria, một đồng minh của Nga, và quét sạch lính đánh thuê Nga trong cuộc đối đầu với quân đội Mỹ ở đó. Ông đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Nga và đường ống Nord Stream 2. Ông kêu gọi sự gian dối của Nga về các hiệp ước hạt nhân trong quá khứ. Ông đã cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông đã củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn với các quốc gia NATO tiền tuyến. Và ông đã thúc đẩy sản xuất năng lượng của Hoa Kỳ, xuất cảng khí đốt tự nhiên sang Âu Châu. Cựu Tổng thống Trump đã chứng minh rằng ông ấy cứng rắn với các cuộc tấn công chính xác đạt được các mục tiêu chiến lược của Mỹ mà không cần gửi các lính Mỹ tham chiến ở nước ngoài. Có thể cho thấy rằng việc cựu Tổng thống Trump sẵn sàng sử dụng vũ lực theo những cách nhỏ mà ông không cần mở rộng đánh lớn quy mô. Chẳng hạn, cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào tướng khủng bố của Iran là Qasem Soleimani vào năm 2020 đã làm thui chột tham vọng khu vực của Iran. Biden, giống như những người còn lại trong đảng của mình, phản đối chiến dịch đó, cho rằng nó sẽ dẫn đến chiến tranh, điều mà nó đã không hề xảy ra. Đối với cựu Tổng thống Trump, khó có thể đoán trước được. Putin biết rằng Obama và Biden ở mức độ thấp hơn là Bush có thể được tin tưởng vào việc tìm kiếm ngoại giao như một mục đích tự thân. Điều đó không đúng với cựu Tổng thống Trump, người mà giới truyền thông cảnh báo có thể bắt đầu Thế chiến thứ ba. Có lẽ Putin đã tin điều đó. Cựu Tổng thống Trump đã cam kết giữ cho Hoa Kỳ tránh khỏi các cuộc chiến tranh ở nước ngoài mới, nhưng hành động của một người đàn ông đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Syria, trong khi Tổng thống Trump phục vụ kẹo chocolate cho Thủ tướng Trung Cộng tại Mar-a-Lago không thể dễ dàng dự đoán được. Tất cả các Tổng thống khác ngoài Tổng thống Trump, những người đã phải đối phó với Putin, người lên nắm quyền vào cuối nhiệm kỳ của Bill Clinton, đều mắc phải sai lầm tương tự.
Họ đã đối xử với ông ấy như một người đàn ông dễ hiểu. Khi Liên Xô kết thúc, ai có thể được xoa dịu bởi những nhượng bộ đã khôi phục lại cảm giác tự hào nào đó. Bush tuyên bố sau cuộc gặp với Putin rằng ông đã cảm nhận được tâm hồn của mình, sau đó không làm gì đến tình hình chiến sự ở Georgia. Obama và ngoại trưởng bất ngờ của ông Hillary Clinton đã nhấn nút đặt lại để xóa bỏ sự ngờ vực được cho là do Bush gây ra và nhượng bộ Putin về phòng thủ tên lửa và vũ khí hạt nhân. Biden đã đảo ngược chính sách của cựu Tổng thống Trump về Nord Stream 2 và gia hạn hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân bắt đầu mới với Nga. Cựu Tổng thống Trump cũng hiểu những điều cơ bản của chiến lược quốc tế hơn những người ngụy biện về việc thành lập Washington. Hôm thứ Năm, Phó Cố vấn Tổng thống Dalip Singh tuyên bố như sau: thành công về mặt chiến lược trong thế kỷ 21 không phải là về một cuộc tấn công vũ lực chiếm lãnh thổ đất đai, đó là những gì Putin đã làm. Trong thế kỷ này, quyền lực chiến lược ngày càng được đo lường và thực hiện bằng sức mạnh kinh tế, bằng sự tinh vi của công nghệ và câu chuyện của bạn. Bạn là ai? Giá trị của bạn là gì? Bạn có thể thu hút ý tưởng, tài năng và thiện chí hay không? Với mỗi biện pháp đó, đây sẽ là một thất bại đối với Nga. Chúng tôi được điều hành bởi những người quan tâm đến câu chuyện hơn là về việc bảo vệ biên giới. Những bình luận của Sai lặp lại với Ngoại trưởng John Kerry khi đó vào năm 2014. Người phàn nàn Putin đã chơi theo các quy tắc của thế kỷ 19 khi ông chiếm Crimea. Hôm thứ Năm, Kerry đã bị chế giễu khi nói rằng ông hy vọng cuộc xâm lược của Putin không ngăn cản cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Chỉ duy nhất có mỗi Tổng thống Trump coi Putin là một mối đe dọa. Ông ấy lịch sự giống như đối với các nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên và Trung Cộng, nhưng ông ấy giữ Putin trong giới hạn, không bày tỏ cảm giác tội lỗi về việc sử dụng quyền lực của Mỹ. Do đó mà chúng ta có được 4 năm sống trong hòa bình và cho đến bây giờ chiến tranh đã lại bắt đầu. Và thưa quý vị, những người chống đối Tổng thống Trump, họ lên án Tổng thống Trump nhiều lắm về vấn đề ông nói những lời, họ nói là Tổng thống Trump đã nói những lời rất là thân thiện, rồi những lời khen mà có cánh theo cái từ ngữ bây giờ cho ông Putin. Nhưng mà thực sự quý vị thấy đó chỉ là lời nói của những người làm chính trị của vấn đề ngoại giao thôi. Ông ấy cũng nói chuyện với Tập Cận Bình cũng rất lịch sự, nhất là tất cả, như là ngay cả với Kim Jong-un, tất cả mọi người đều như vậy. Nhưng mà ai cũng hiểu rằng trong những cái lịch sự đó, những cái đó chỉ là vấn đề ngoại giao, chỉ là vấn đề mà nói chuyện với nhau. Nếu anh không xâm phạm tôi, anh không làm điều không nghĩa là thiệt hại cho đất nước của tôi, thì tôi sẽ đối với anh rất tốt, chẳng có gì cả. Tại vì đất nước của mình thì nghĩa là đất nước của ai thì người đó điều hành thôi, không xâm phạm nhau là được rồi. Đừng ăn cướp ăn cắp, nghĩa là phải nói là làm những trò bị ổi như giống như là Trung Cộng đối với Mỹ, hoặc là nghĩa là đừng có đâm sau lưng Mỹ, đừng làm chuyện gì không đúng, thì Tổng thống Trump sẽ đối xử lịch sự và đối với họ rất đàng hoàng. Còn nếu như họ làm điều gì đó không đúng thì Tổng thống Trump sẽ là người sát phạt, ông ra tay không cần kiêng nể ai. Và dĩ nhiên là tại vì cho nên ông ấy không có bị nợ nần bất cứ người nào, cũng chẳng có bị thế lực nào mà gọi là đằng sau để mà có thể nắm giữ hoặc là bắt nắm được tẩy của ông cả. Quý vị biết trong thời gian Tổng thống Trump còn tại chức, ông đã bị biết bao nhiêu là những cái lời mà vu oan giá họa. Tất cả những cái tin tức mà chúng ta nghe được từ khi Tổng thống Trump ứng cử cho tới khi ông đắc cử, mà trong tới khi 4 năm làm việc của ông, có nghĩa là tất cả những tin tức đưa ra hoàn toàn là sai lệch, hoàn toàn là coi như là một sự dàn dựng của phe Dân Chủ. Nó đúng hơn là của bà Hillary Clinton, của Barack Obama, của tất cả những người mà trong phe của họ, rồi những người mà Rhino bên Đảng Cộng Hòa, những người không ra gì hết, bắt tay để mà ngay cả FBI, cả CIA, tất cả mọi thành phần đều là chống đối Tổng thống Trump. Họ bị mua chuộc cũng có, họ vì ghen ghét cũng có, họ vì, nghĩa là tất cả mọi chuyện họ vì tự ái, vì Tổng thống Trump không chịu khuất phục họ, không chịu gọi là nịnh hót họ, không chịu đưa họ gọi là đứng ở những cái vị trí họ muốn, cho nên họ bắt tay với những người chống đối Tổng thống Trump để mà hại ông rồi hại gia đình của ông, đầy làm đủ mọi cách, từ gọi là
những người nào chỉ còn liên quan với Tổng thống Trump một chút xíu thôi, tất cả những người dân mà tích cực ủng hộ Tổng thống Trump mà họ biết được, họ cũng sẽ làm khó dễ. Cho nên chúng ta mới thấy là đây là họ ngồi xổm trên pháp luật, họ làm những cái chuyện không đúng với những cái sự văn minh của nước Mỹ, của hiến pháp Mỹ, của luật pháp Mỹ, họ làm như vậy. Cho đến giờ phút này, khi mà công tố viên đặc biệt ông John Durham, ông ấy điều tra cho tới giờ phút này, mình thấy tất cả sự thật nó được phơi bày ra một cách trắng trợn, lộ liễu và dơ bẩn của những người đó. Nhưng mà rồi sao? Đến giờ phút này chúng ta thấy cái tình hình cuộc chiến của Ukraine này nó đang làm, nó là giống như là nó làm cho mấy cái chuyện kia nó đi rất mờ đi, nó dịu hơn và họ hầu như là họ bỏ quên nó. Nhưng mà thực sự chúng ta rất mong là mọi sự thật phải đưa ra ánh sáng để đòi lại công bằng cho Tổng thống Trump, đòi lại, tức là phải trả những tất cả những cái sự thật phải được phơi bày và phải trả lại, nghĩa là những người nào đã làm không đúng thì phải họ phải tự nhận những cái điều đó. Và nếu làm sai mà họ phạm tội phản quốc, phạm tội bán nước, họ thông đồng với những thế lực mà để làm hại đất nước này, họ phải chịu sự trừng phạt chứ. Đâu có phải là luật pháp của nước Mỹ chỉ để dành cho những công dân lương thiện hoặc những người dân bình thường bé nhỏ đâu. Càng nghĩa là giữ nhiệm vụ, chức vụ cao bao nhiêu, càng phạm pháp thì càng phải trừng phạt bấy nhiêu. Đó mới là công lý. Thật sự đến giờ phút này họ vẫn còn sợ Tổng thống Trump. Nghĩa là cái ông giống như là một cái, phải nói là một cái, họ nghĩa là lúc nào họ cũng bị cái hình ảnh những cái gọi là, phải nói là cái bóng, không biết là mình phải nói bằng cách nào đây. Họ rất sợ Tổng thống Trump, họ sợ bóng, sợ vía, họ sợ đủ thứ, họ sợ ảnh hưởng của ông, nghĩa là họ làm bằng mọi cách bây giờ, dù dơ bẩn cách mấy họ vẫn làm để họ hạ uy tín của ông, để cho năm 2024 này ông không có thể nào mà đi vào tòa Bạch Ốc một lần nữa. Nhưng mà quý vị biết hiện nay lòng dân vẫn là quan trọng nhất. Tới giờ phút này chúng ta thấy rằng chưa có một người nào sáng giá bằng Tổng thống Trump cho cái chức vụ Tổng thống năm 2024. Và lòng dân họ đang nghiêng về ai chúng ta cũng biết rồi. Chúng ta hy vọng là đến năm 2024 này nó không có những cái sự mà gian dối bẩn thỉu mà dơ giấy như cái năm 2021 nữa. Thì lúc đó nước Mỹ này mới thực sự là được cứu. Tại vì, và như chúng ta nói thêm một chút về cái chuyện của Ukraine. Thật sự mình nói rằng mình không có thể vui được khi mà mình thấy một đất nước hiền hòa, người dân hiền hòa, mà bên một đất nước như đất nước Ukraine, họ ở hồi trước ở trong cái khối mà Liên Xô cũ đó, thì họ cũng với tư cách của một quốc gia để mà họ ở trong đó, rồi bây giờ họ có tách rời ra thì họ cũng là tư cách một quốc gia. Tại sao có những cái dư luận họ nói là tại vì Nga muốn chiếm Ukraine là tại vì Ukraine thuộc về Liên Xô cũ, như vậy đâu có đúng đâu. Cái này là chỉ là lấy thịt đè người và nói, nghĩa là cái lý của kẻ mạnh thôi. Putin giờ này đang thất vọng kinh khủng lắm. Và không ngờ tất cả những sự phán đoán của Putin đều sai, sự đều nghĩa là nó khác hẳn với sự thật. Không ai có thể tưởng tượng được là, mà chúng ta mới thấy rằng ngay cả người dân ở Việt Nam bây giờ cũng có rất nhiều người họ ủng hộ cho Nga. Họ vẫn là, phải nói là họ yêu chuộng Nga, thích Nga lắm. Và họ giống như họ ủng hộ cho cái vấn đề xâm chiếm Ukraine của nước Nga. Nhưng mà nói đúng ra thì ông Tổng thống Zelensky này, ông đã thay đổi tất cả những cái gọi là suy nghĩ của tất cả mọi người, của tất cả nguyên thủ quốc gia, của tất cả những người dân trên thế giới về cuộc chiến của Ukraine. Chúng ta thấy cuộc chiến này, chúng ta rất hào hứng để mà coi, để cái sự chống đối của người dân. Nếu như có một cái sự ủng hộ nào đó mà mình quyên góp, ngay cả như Vương Thanh ít khi nào để ý tới, nhưng mà bây giờ nếu mà có, mình để giúp cho dân Ukraine, giúp cho chính phủ Ukraine, mình vẫn sẵn sàng như thường. Và đó là một cái điều mà cái sự can đảm và quyết chiến của ông Tổng thống Zelensky với người dân của Ukraine làm cho mình cảm thấy là mình rất vô cùng cảm động và khâm phục họ. Và thưa quý vị, bản tin vừa qua đã kết thúc chương trình hôm nay. Phương Thanh cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mời quý vị bấm một nút subscribe và nhấn chuông để có thể tiếp nhận những chương trình mới. Phương Thanh cầu chúc quý vị một đêm ngủ thật bình an và xin kính chào tạm biệt quý vị.